Cậu nhận được chuột chưa? Em nhận được mấy con chuột chưa? Em nhận rồi nhỉ, em cũng cũng về vội, em mang về, em chưa kịp xem kỹ, em vẫn ở nhà. Thì thả ra cho nó ăn đi. Vâng, xong cả em về em Thả ra cho nó ăn ngô ngô nghiền, mẹ ăn lá lá cỏ nhá. ăn khớp được không anh? Ăn gì? Rốt này. Cà rốt thì mai ngày kia cho ăn, bây giờ em kiếm đại mấy cái lá cỏ ở ngoài bờ, ngoài những cái cỏ ấy, nhiều dạng cỏ voi hoặc là cỏ ở trên vườn nhà mình ấy. Không tìm ra gần đấy bây giờ khó anh. Thế thì phải cho ăn Cám cám rồi. cám hoặc ăn ngô nghiền hoặc là để cà rốt vào nữa. Cấm gà con. Mai phải kiếm ngô ngô nghiền mới lại. Tóm lại là nó phải có tính, có cái chất lá, cái lá cỏ nhá. Cỏ nào được anh? Cỏ nào cũng được, nghĩa là cỏ. Thế bây giờ em cho ăn cái cám Lá nào? mía này, lá tre này, lá vông này, cỏ voi này. Hoặc Thế bây giờ là cỏ nào được anh, cỏ nào được? Tóm lại là nó ăn những cái thứ mà anh kể đấy, là em lên ví dụ như cái cỏ mọc của vườn nhà mình đấy, những cái cỏ re, cỏ voi hoặc là những cỏ lau hoặc là những cái lá, những cái cỏ bờ ruộng này hoặc là lá vông hoặc là lá sắn dây hoặc là cái gì đấy chẳng hạn. Anh có ăn cám gà được không? Ăn cám gà mới ăn ngô nghiền nhá. Thế bây giờ chắc được rồi. Ăn lúa, bây giờ thả cám gà mới lúa vào nhá. Cắm gà thì cho ăn ít thôi, mai phải có ngô mới là mấy cỏ nhá. Ngô gọi là cám ngô. Ngô nghiền đi. Cám gọi là cám ngô. Cái ngô nghiền ra đấy. Thế cho về, bây giờ phải thả ra đi, nhận từ chiều giờ mà không không thả ra cho nó ăn thì nó đói. Biết rồi, rồi em nhận ở bến xe Bắc Giang, em mua mấy con của anh thì anh gửi về cho em đấy thôi. Thì mình muốn đặt mua thì phải quan tâm, phải nuôi cho nó đàng hoàng quá chứ. Bận thì bận, thì làm cái gì là phải làm đến nơi đến chốn, nhưng mai lúc con nó trục trặc con giống lại bảo anh thế nọ thế kia. Hả? Đúng là đúng như thế rồi, nhưng mà bây giờ nghe có vẻ em nuôi thì anh cũng lo thế nào. Việc thì việc, cái động đến chăn nuôi là phải để ý, phải chăm no cho nó chứ. Đương nhiên là khỏe rồi, nhưng mà nó tối nay là phải cho ăn đi, nó không nhịn được quá 10 tiếng đâu. Nhá. Rồi. Em đặt của anh 5 con chuột gửi về khách sạn Mường Thanh, Lai Châu đúng không? À, Mộc Châu đúng không? Khách sạn Mường Thanh Mộc Châu rồi, anh nhớ nhầm. Thế cái gì nhờ? Thế là sáng mai anh gửi cho em nhá. Rồi rồi, anh báo trước thế để mai chủ động nghe điện thoại. Tí nữa anh gửi cho số văn phòng ở Hà Nội của anh nhá. Mai thì cứ chủ động nghe máy hoặc là sốt ruột thì gọi vào cái số văn phòng, người ta sẽ cung cấp số nhà xe đâu. Thống nhất thế đấy nhá, thôi thế thôi nhá. Ok, chào em.
Em đã có thông tin của nhà xe chưa? À em có rồi. Họ bảo mấy giờ đến? À lúc này em gọi điện bảo là 5 giờ sáng ngày mai nó mới đến. Em chuẩn bị ít cái lá cỏ voi hoặc là cái lá mía hoặc là lá những cái cỏ ở bờ ruộng anh cắt đấy, ít mấy này ít ngô ngô nghiền đấy để mai cái là phải thả ra cho nó ăn luôn nhá. Vâng. Thì của em là anh gửi thì nó nên bến xe à, nên Cao Bằng là chỗ nào Cao Bằng nhỉ? Tức là lên đến bến xe thôi. Thế thì em có thông tin đấy thì em chủ động em gọi cho người ta rồi em về em thả ra cho nó ăn nó uống em chăm sóc cho nó thì em cũng là người tin tưởng chuyển tiền cho anh trước thì anh cũng gửi cho em chuẩn chỉ theo đúng yêu cầu của em đấy là như thế. Vâng. Ừ. Vâng. Thì nuôi trong quá trình nuôi thì chịu khó đăng ký theo dõi cái kênh của anh ấy rồi có vấn đề thì không hiểu thì gọi gọi điện cho anh nhá. Vâng. Ừ. Nhá. Vâng, anh cảm Đấy, em cảm ơn. anh gọi điện hỏi là có thông tin nhà xe chưa mà thì chủ động nhá. Vâng, em lúc nãy em gọi điện rồi. Ừ, rồi ok. Vâng, chào Ừ, anh. thế nhá. Ừ, chào em. Anh à? Vâng. Em anh gửi cho anh 15 con là hay 16 con nhỉ? Em không biết là anh nhận là còn đủ có đủ 15 con không? À 15 con chuột đi. Ừ. Tại vì em sợ là không biết thiếu thừa gì không tại vì em cũng hơi hơi ngợ ngợ thì em phải hỏi lại thế. Ờ. Nó ăn uống phát triển tốt chứ anh? Anh cứ làm theo cái hướng dẫn em hướng dẫn chưa? Nó phải có cái ván xong phải kê vào để cho nó khỏi bị lạnh bụng. Nó cứ rúc ráy vào trong đấy, nó rúc ráy vào trong đấy là nó ấm bụng là nó phát triển tốt. Này nó có hay hay bị dịch bệnh hay không, có phải cho Không, không tiêm không dịch gì cả, chỉ có mỗi cái là anh đừng để cho nó ăn cái gì nó trái dạ nó đi ỉa thôi chứ còn bình thường là nó cứ ăn cỏ mới ăn ngô nghiền thì nó sống quanh năm mà sạch sẽ cứ sạch sẽ ăn cỏ ăn lá cỏ như một số cái cỏ mà em kể tên như cho anh đấy như là lá mía lá tre lá vông lá sắn dây rồi cỏ cắt ở bờ ruộng cỏ voi cỏ sả cỏ chanh các loại cỏ trên vườn ấy đấy kể cả lá mít nó ăn nhưng mà đại khái là nó vẫn phải có chất xơ nhiều hơn cái ngô ngô nghiền hoặc cám các thứ đấy nó chỉ là bổ sung để cho nó béo trong lúc nó sinh sản thôi anh vẫn phải để một cái máng cho gà uống nước để kê hai bên gạch chỉ nằm nằm xuống để cho nó con nào nó khát thì nó uống nước đấy và nó ăn mà nó vẫn phải ăn ăn thế thì nó béo nó phát triển tốt nên anh chống mèo chống rắn vào làm lưới cái loại lưới xanh xanh đấy hả nhìn xem những cái video trên kênh của em đấy anh làm theo cũng quay lưới mắt cao cao lên rồi. vâng, ở Hải Dương ở đấy chắc chưa chưa có ai nuôi Thế chưa có ai nuôi sao mà anh nuôi bấy nhiêu con 15 con này anh nuôi khoảng tầm năm sau thì nó sinh sản ra đầy mình đang thử nghiệm xem nó có dễ nuôi hay không. À, thì anh đang Vâng. nuôi thử nghiệm mấy chục con dúi mà. Trồng đấy ít sắn dây mới cỏ voi thì có mà ăn quanh năm. Anh chịu khó bứng cái gọi người ta gọi là cái cỏ chanh, cỏ sả ấy. Đấy, cái cỏ mà cứ lên búi búi như khóm sả ấy, loại nó thích lắm. Nó cứ khô khô giòn giòn sơ sơ nó thích lắm. Vâng. Vâng vâng. Thế anh nhá. Ừ, rồi, ok. Vâng Mình vâng. có gì thì mình gọi hỏi sau nhá. Vâng vâng ok. Vâng.